Hello các bạn, hôm nay tụi mình chạy về thành phố Đà Nẵng. Từ thành phố Vinh chạy về Đà Nẵng các bạn. Khúc này là chỗ đồi cát trên đường khúc Quảng Bình các bạn, khúc Lệ Thủy Quảng Bình á. Cái đoạn quốc lộ 1A ở đây có hai đường các bạn. Cái đường mình đang chạy là đường tránh Lệ Thủy nè. Còn một đường nữa chạy trong Lệ Thủy luôn. Còn một đường chạy song hành chung nữa là đường Hồ Chí Minh các bạn. Đường Hồ Chí Minh đó sẽ nối vào cao tốc Cam Lộ La Sơn các bạn. Cam Lộ là Quảng Trị La Sơn ở Huế á. Rồi La Sơn Tuy Loan về tới Đà Nẵng, đó là những đoạn cao tốc đó các bạn. Rồi cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, rồi chuẩn bị đường cao tốc nối Bắc Nam rồi. Tụi mình ghé vào Đức Mẹ La Vang các bạn để chở bạn gái mình đi đến Đức Mẹ La Vang cho biết, tại vì bạn mình chưa đi bao giờ. Cái khúc mình đi ra thì mình đã ghé một mình rồi, bây giờ mình lúc đi vô mình chở bạn gái mình tham quan ghé Đức Mẹ La Vang. Đức Mẹ La Vang là một điểm hành hương lớn của dân của những người Công giáo ở Việt Nam mình các bạn, ở địa phận tỉnh Quảng Trị các bạn ơi. Lần thứ hai đến Đức Mẹ La Vang, chuyến đi này các bạn lúc trên đường quay về đây, nhà thờ cũ hơn trăm năm rồi, ghi nhà thờ mới Đại Đức Mẹ các bạn. Mình sẽ ghé Huế ăn rồi về Đà Nẵng tiếp, đi tiếp về Đà Nẵng. Đây có hai cặp kia đạp xe đạp mỗi người chiếc, nhưng đi xuyên Việt bằng xe đạp thì phải, mình cũng thích ghê. Chắc tương lai mình cũng sẽ làm một chuyến như vậy quá, đạp xe đạp đi từ từ sống chậm các bạn. Đại Đức Mẹ nè các bạn, mọi người đang đọc kinh xung quanh nè, cầu nguyện và đọc kinh. Ngồi đây bạn mình lần đầu tiên tới đây các bạn. Tụi mình đến thành phố Huế rồi các bạn, bây giờ tụi mình chạy vô Huế để ăn các bạn ơi, đói bụng quá rồi, chắc ăn bánh Huế các bạn hoặc là bún bò. Đi thẳng là vào thành phố Huế các bạn, còn quẹo phải ở đây là đường tránh thành phố Huế nè, đó quẹo phải đó là đường tránh thành phố Huế đó, là quốc lộ 1A các bạn đó, mình đi thẳng vào đây là để vào trung tâm thành phố Huế. Tụi mình đã vào trung tâm thành phố Huế các bạn. Phía bên đó là kinh thành Huế đó các bạn. Còn phía bên phải mình là dòng sông Hương nè. Đường chính ở thành phố Huế luôn á. Bên trái mình là kinh thành Huế. Chạy theo dọc kinh thành Huế luôn các bạn. Phía xa xa đó là cột cờ đó các bạn. Cột cờ của kinh thành Huế á, ở kinh thành Huế. Còn phía bên phải mình là công viên với lại dòng sông Hương nè. Dòng sông thơ mộng của thành phố Huế. Huế là Huế mộng mơ mà. Huế, thành phố Huế rất là bình yên luôn các bạn ơi. Bây giờ tụi mình đi ăn các bạn ơi, đói bụng quá rồi. Đi ăn bún bò Huế thôi. Đến Huế phải ăn bún bò Huế. Bún bò Huế ở Huế nó khác bún bò trong miền Nam mình nhiều lắm nha các bạn. Khác biệt là ở con bún nữa. Con bún ngoài đang ở nhỏ, con bún mình ở miền Nam. Đó mình có bún bò ở miền Nam mình ăn gọi bún bò miền Nam các bạn, không phải bún bò Huế đâu. Tiếp tục hành trình chạy về Đà Nẵng nha các bạn. Cái này là mình đang đổ đèo Hải Vân nè. Phía xa xa đó là thành phố Đà Nẵng đó các bạn. Cái chỗ sáng sáng đèn phía xa xa đó là thành phố Đà Nẵng đó. Còn mình đang vừa trên đỉnh đèo Hải Vân đổ đèo xuống nè. Đổ hết đèo là tới thành phố Đà Nẵng luôn các bạn ơi.